Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em cái combo là laser đấy. Đây, mở 4 laser nha. Con này thì cổ lắm rồi, toàn hàng cổ đây. Đi đè laser với cả kiếm laser đấy. Không biết là vì một lý do gì đấy mà nhà phát hành lại cho tôi làm zom, đến giờ tôi vẫn chưa biết. Đây, mất cái thành. Sẽ có cận chiến anh em, sẽ có cận chiến nha. Tôi bảo mà sẽ có cận chiến rồi lại. Thì mình cũng có đọc cái bình luận ở video trước của mình mới đăng ấy, trên kênh thằng Rika này. Thì có nhiều anh em là chưa phân biệt được mình. Hai cận chiến, ngọt sớt. Thì làm thế nào để phân biệt được mình với thằng Dũng đấy. Thứ nhất ý, để phân biệt được mình với thằng Dũng thì nó bình luận thì nó sẽ hay ho hơn. Hay ho nhá, ho nó kiểu nó ho sụ sụ ấy đấy. Tại vì là mình không biết là nó làm sao cái thằng này dạo này nó cứ ho suốt ngày thế. Cái thứ hai là cái tông giọng đấy, cái tông giọng là cái quan trọng mà thằng này sẽ phải rơi xuống này. Đấy. Cái tông giọng của mình với thằng Dũng thì nó cứ trầm trầm ngang ngang với nhau thôi. Và sẽ có cận chiến này. Tôi bảo mà có cận chiến. Thôi được. Quê quả đấy quê. Nhưng mà tôi mong sẽ có thằng khác cận chiến nó. Quả đấy nó mà không bật tốc thì em không. Và trở lại cái vấn đề là phân biệt được cái tông giọng của tôi với thằng Dũng thì nó cứ trầm trầm với nhau thôi đấy. Nhưng mà ấy, cái giọng của tôi đấy, như các bạn đang nghe ấy, thì cái tông giọng của tôi với của thằng Dũng, tông giọng của tôi thì nó ề ra, còn của thằng Dũng thì nó sẽ thánh thoát hơn của tôi đấy. Thánh thoát so với tôi đấy nha, chứ còn so với người khác thì tôi không biết. Nhưng mà hai anh em thì các bạn bảo khó phân biệt thì không phải. Cái nữa là cái gì? Đấy là khi mà tôi bình luận ấy, thì tôi sẽ hay tôi kiểu chào anh em. Đấy, chào anh em nhá. Đấy, chào anh em nhá. Còn nó Dũng thì nó thay đổi liên tục chặt. Lúc thì mẹ cung núm, lúc thì không cung núm. Không biết, đấy thì là của nó. Còn tôi thì cứ chỉ có một câu là chào anh em nhá. Đấy, nghe là quen chưa? Nghe quen rồi. Còn Dũng thì lúc thì nó hello xin chào tất cả các bạn. Lúc thì hello mình là Jiku đây. Đấy, tôi có thể biết được cái phần nào, bởi vì tôi cũng là một người theo dõi nó cũng khá là lâu rồi. Không hẳn là từ lúc nó mới lập kênh, nhưng mà nếu mà xét về cái độ lâu dài thì tôi theo dõi nó cũng được 2 năm thì con mod này ra đây. Ơ không ra, thế thì để bọn tao vào vậy. Trong cái khoảng thời tiết tôi thấy dạo này, cái năm nay là cái năm lạ nhất này. Tại vì ra riêng đến nơi rồi nhưng mà nó vẫn lạnh cơ. Rồi, ui dồi ôi, con kinh công. Đục nè. Bạn nè nè đi, bạn nè nè đi, tôi nè được không? Top 900 điểm, tôi sợ tôi không lấy được top này. Top sợ hay chứ. Mà lại còn chơi súng thường. À, thế là mẹ nẻ lắm ấy. Ôi tôi tìm nẻ những người như vậy. Vào hôm qua chơi các ông toàn những cái vũ khí gì thì toàn được lẹt gần như cả. Ôi rồi, súng băng xong là kìa. Ui rồi ui, tiếc thế. Dạo này tôi lại thấy có một cái combo nó như thế này.
cứ bắn shotgun hư không hút vào cái đã, không cần biết không là cầm súng băng gì. Rồi đấy, cầm súng băng gì xong là đợi đến lúc nó bị đóng băng lại đấy thì đập một cái xong chém katana, thế là chết. Mà không cần phải đến chém katana đâu, đập súng băng cái có khi nào nó chết quách rồi. Tôi thì tôi dạo này tôi chất rất ít là rất ít khi chơi đồ đồ mạnh quá. Đây là toàn chơi những khí cổ này, vui phết. Nó tạo cho mình được cái cảm giác ngày xưa đâu nhỏ. Ví dụ, ui, trời ơi, ghê quá. Không có đâu, không có đâu. Top 900 điểm kìa, top chơi hay đấy. Phòng này chơi nhiệt đấy, tôi đánh giá phòng này là nhiệt. Hay, được, ok. Vẫn là tôi nói đến cái súng băng của tôi lại phải nói đến một cái điều là dạo này thời tiết nó hơi ẩm ương, dở gương tí. Ui, tôi không biết chơi gì. Anh em biết lỗi quá, kiểu khiên là khiên delay à, bảo sao tốt cậy đâu, bây giờ mới đến lúc này đi bé ơi, bảo chạy không chạy sao bé không chạy, bảo chạy không chạy sao bé không chạy. Số bạn ơi, chạy đông, đừng quay đầu lại, đi ra mẹ à mày, còn đấy đông lắm. Thời tiết dạo này nó hơi lạnh, không phải hơi đâu mà nó lạnh quá. Cái quái gì mà hôm nay thời tiết xuống tận 7-8 độ trong trời mưa gió, tức là khá là buốt. Mình buốt này rất là ngại ra ngoài, chỉ có chui ở trong nhà, mà ra ngoài thì cũng chả có cái việc gì. Tầm này trẻ con không có Covid nữa, nhà mình thì có người bị Covid các bạn, có người bị F0, có người bị nhiễm Covid mà. Ui trời. Chạy đi. Bảo chạy có một thời gian chạy, thế mà không chạy. Sao mà tôi thấy bạn chơi hay mà. Trời ơi, cứ chơi đi. Ui, cả phát bay màu hero luôn, bay màu đúng nghĩa luôn ý. Chết. Ui dồi, nó đi theo mình, nó cay lắm anh. Hai con của mình kìa. Vậy 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mình mấy hôm nay mình cứ thấy là không biết mình có bị triệu chứng gì không, nhưng mà cảm giác nó cứ buồn nôn sao sao ấy. Buồn nôn với cả hay ho, xong là sổ mũi. Ôi trời ơi, thấy mù mắt, cả một băng đạn không chết con giòn. À, được. Ôi, nó bật tốc lên đuổi này. Thôi bạn ơi. Thôi nha, bảo thôi là thôi nhá. Cứ đuổi thôi. 900 máu này. À mẹ cái ép. Hết tốc chưa? Đuổi sát quá nhỉ. Mấy ông chơi hay phết, được, đánh giá cao.
nhưng mà thôi nhường ra trước đi. Tôi có một lời khuyên cho các ông ấy. Đấy là cắm vào đầu nó, nhưng mà sao nó không chết. Tôi bắn nhìn nó máu nó giảm kiếp lắm rồi cơ mà. Ôi. Đường lên tiên cảnh đến nơi rồi. Đây rồi. Có hàng về. Dòm đâu? May phòng này cũng chỉ có một ông chơi rằng linh. Macro kinh vậy. Tôi có lên quảng cáo cái shop shop ối rồi của thằng Dũng nhỉ. Lỡ ngỡ vớ được cận chiến. Ủa, bỏ xa thế, 200 điểm. Ôi, mình chơi lốt 2 hiệp nữa. Lốt 2 hiệp nữa thì là nếu mà có kiếm được top nữa thì đẹp. Đây là 3 danh hiệu chứ không 2 danh hiệu này thì cũng ấm rồi. 1k điểm chứ. Ông tưởng đâu, 1k điểm. Các ông chơi đi, các ông chơi thử combo đi. Em có được 1k điểm không? Tôi thì chơi khá vui mà, khá hay mà. 4, 3, 2, 1. Tình này. Trước thì ước gì có mẹ Ule 34 nhân vật này. Sao kìa. Tôi vừa thấy đằng này nhiều lắm mà. Dạo này tôi lại bắt đầu có sở thích là dùng bom zombie đấy. Mọi khi là cứ dùng cái quả ối dồi ôi gì thôi. Mày đúng không? Ôi ông ơi là ông ơi. Ngáng đường. Bố nhỉ nó. Nó cứ ra đứng trước mặt mình làm cái gì không biết. Xong rồi cận chiến thì có cận chiến ở đâu. Bật tốc. Này bật tốc anh em. Chết chưa. Chừa nhá. Hai kill. Bây giờ mới được 2 kill này. Từ đầu trận giờ mới được 2 kill này. Đầu hiệp chứ quên. Rồi. Ui bunny khó khăn thế. Đồ rồi. Còn 2 con, 3 con. 3 con. Ui đây. Mình tham minh chuẩn nhỉ. À mấy anh trai. Ui. Em biết là các anh súng rất là chất. Chiến con này chắn trượt. Ôi rồi, này thì đời tôi hết rồi các ông ơi. Đời còn ở đâu. Ôi rồi, thái thương nhấn. Hai mạng chắc. Ui rồi, ba con. Đã thêm còn lại con thứ tư. Con hero thứ tư. Các ông tin không? Anh bạn này dùng kiếm thôi mà. Thấy chưa? Nhưng mà nó không phải của tôi, của thằng khác. Trời ơi. Tốt chơi vậy chơi mình á. Mình chơi bình thường mà. Còn nhiều người chơi ghê hơn mình. Ghê hơn ở đây là ghê hơn về kỹ năng. Chứ còn tiền không tính. 7, 6, 5, 4. Tôi không bao giờ so sánh tiền nhé. Tôi so sánh kỹ năng. Các ông cứ lôi tiền rồi các ông nói chuyện với tôi. Chạy đâu.
Tình liền này dùng Reaper Lego. Được. Mẹ này bot kill anh em. Bot kill à nhờn. Chặn cho bạn mày đúng không? Có móc lốp và dở đấy. Gì? Biết ngay mà. Mẹ hoán đổi vị trí được bao giờ vậy? Ôi trời mà chết. Người to đấy, người hút đạn đấy. Chửa đi anh ơi, chửa đó. Ui dồi ôi, em hại. Tao bắn được như thế rồi. Rồi, 5 kill. Ôi, lucky shot. Làm gì có chuyện đấy. 1k3 điểm. Được. Ok. Ờ chơi được top này. Top được top từ bao giờ vậy? Tôi chơi không để ý luôn. Chà. Rampage. Úi giời. Đấy được cận chiến rất đẹp. Dạ, tham thế. Hai chấm chết này. Kẻ khốn thế, chạy ra ăn con này. Ui, đấu đi. Ôi, đúng rất chân quấy vậy, NPT ạ. Ôi, tôi chơi nốt hiệp nha các ông nhá. Chúc các ông một ngày vui vẻ. Nhớ xem đăng ký kênh. Thích thì like, không thích thì thôi. Anh em lướt qua, đừng ấn ít like, tội tôi lắm. Công sức tôi làm video mà các ông lại đi like. Với cả tôi cũng có động gì đến các ông đâu, đúng không? Gom nhiều đấy, gom cũng nhiều đấy. Ôi, lại ông Rambo này làm thú vị nha. Cái tiếng nó. Ôi. Rồi, ngắn ngủ thế. Ông nào thích nữa thì cứ chơi cái combo này nhá. Combo laser. Được chưa? Đấy, mày thế mày quay được cái shot này chứ không hôm nay tôi không ngủ anh mất lại bắt tay lên tán suy nghĩ đục vỡ alo luôn đấy mình có cái tay rất là nhanh móc rất là nhanh rồi nên là cái ép nó phải nhanh. Có thằng chết này. Không có thằng chết à. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 chờ hết. Hình như chúng đồng viên. Thôi nha, chào các ông nha. Lag quá.